Thưa quý vị, sáng nay tại Đại lễ đường Nhân dân thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì lễ đón và hội đàm với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới, là hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng giữa Việt Nam và Trung Quốc trong năm nay, có tác động to lớn đối với xu thế phát triển của quan hệ hai đảng, hai nước trong thời gian dài tiếp theo. Với sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thân tình của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc, lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã được tổ chức theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia với 21 loạt đại bác chào mừng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc. Chúc mừng đồng chí Tô Lâm được tín nhiệm bầu giữ cương vị Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình, lãnh đạo và nhân dân Trung Quốc về sự đón tiếp chu đáo, trọng thị, thân tình và hữu nghị, thể hiện sâu sắc mối quan hệ đồng chí anh em giữa hai đảng, hai nước và mong muốn cùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình và lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc tiếp tục vun đắp truyền thống hữu nghị, chung tay thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình mỗi đảng, mỗi nước và quan hệ giữa hai đảng, hai nước, các định hướng lớn nhằm tăng cường tin cậy, củng cố hữu nghị, nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, duy trì hòa bình, ổn định trên biển, đưa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về các phương hướng nhằm tăng cường tin cậy chính trị, duy trì giao lưu, tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước, tăng cường hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực. Hai bên nhất trí về sự cần thiết của việc tăng cường hơn nữa giao lưu nhân dân, nhất là hiểu biết tình cảm hữu nghị giữa thế hệ trẻ hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đi sâu trao đổi về nhiều vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm, nhấn mạnh sự phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, cơ chế quốc tế trên cơ sở vì lợi ích chính đáng của hai nước, đóng góp tích cực vào lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.